Chào mừng anh em ha, chào mừng tất cả các anh em đã trở lại kênh của mình ha. Hôm nay là 10 tháng 4 anh em ơi, kỷ niệm mấy chục năm giải phóng miền Nam ha, đất nước mình hoàn toàn giải phóng ha. Đây cũng là một sự kiện đánh dấu của lịch sử của đất nước mình, cũng vui vui. Hôm nay mình cũng, đúng lý mình cũng không có làm video để làm phiền anh em đâu, để anh em nghỉ ngơi, để với gia đình rồi nha. Nhưng mà mình cũng muốn nhân dịp lễ này mình cũng lên kênh mình để thể hiện tấm lòng của mình, để chúc anh em có một kỳ lễ, nghỉ lễ vui vẻ bên gia đình người thân nha. Mình cũng cố gắng, sắp tới thì mình cũng có nhiều dự án để nhờ giả anh em. Rồi sau đó thì thôi, giờ mình đầu tiên mình chúc anh em luôn luôn mạnh khỏe và trẻ phải đẹp đi. Quan trọng là chỗ đẹp đẹp đó đó. À, giờ thì mình cũng được phép anh em ha, mình giới thiệu cây này đi. Để có chuyện làm có giao tiếp với anh em, để anh em mình xa xôi xa mặt cách lòng. Nắm kéo là để anh em đi quá xa không được. À, đầu tiên thì mình cũng xin chúc anh em trẻ khỏe và đẹp nha, quan trọng một chỗ đẹp đẹp đó ha. Rồi, rồi thì mình sẽ cắt nổ cái máy này, rồi mình cũng sẽ báo giá cho anh em luôn. Anh em nào cần thiết thì thấy cái này phù hợp với công việc của mình á, dạ luôn mình ha. Rồi mình cũng dừng cắt nổ trước đi ha. Cắt nổ thì trình tự nó cũng giống như mấy lần trước thôi. Máy này máy hệ thì anh em biết rồi. Bình xăng dưới thì mới bơm xăng ha. Mà hai thì này thì động cơ hai thì này thì anh em phải bơm xăng xong rồi đóng ra lại ha. Lên ga nha, nhớ cái quan trọng nó lên ga. Lên ga nhiệt nổ mở le ra ha. Nghe tiếng nổ khủng khiếp rồi nè, hú quá trời, tại vì công suất nó lớn rồi nè. Cây này tới 63cc nè, nó lớn khủng khiếp. Rồi, giờ nó tổng thể cho nó cái đi ha. Làm tôi nên cần ngỡ, để vô tiếp máy ha. Cây này thì đến từ thương hiệu này nè anh em, nó có dán tem nhãn thì còn đầy đủ ha. Đó, giờ tất cả đồ là mình nói lại, nó riêng nguyên bản hết ha, từ con ốc ha, mình bao cho anh em ha. Đây là dây giật nè, cái độ mới của nó thì anh em nhìn anh em sẽ hiểu liền ha. Bình xăng ha, máy móc bô còn sơn luôn ha, máy thì còn đẹp, carbon trong xanh trọng rồi, bô thì còn sơn luôn á, chưa xét ha. Nó là 63cc nha, nó đến từ thương hiệu, cái này anh em thấy nó đến từ thương hiệu là Isuzu phải không đó. Ha, thùng này thì thùng 26 lít nha, 24 lít ở đây nè, nó có đóng 24 lít ở đây nè. Giờ dài lại đây nữa ha, thì tùng này 25-28 lít đi ha, 24 tới đây ha, một hút này nữa, đó, như đó. Thì nó cũng nhiều rồi, chứ không hết được, 26 lít là chắc chắn á. Rồi ha, mà ốc giúp thì chưa có con nào rỉ hay rỉ chưa ha. Đi như mới luôn ha, để màu hết rồi. Ống thì để nữa mình sẽ phun ra hết cho anh em ha, ống chỉ cần anh em về là mình làm lại hết rồi. Thì mình cải tạo lại van liệu rồi hết rồi. Chỉ về đổ xăng, pha xăng duy nhất rồi đổ vô đây là sử dụng thôi. Ống mình sẽ gửi theo hết rồi ha. Bây giờ máy móc thì anh em nhìn thấy nè, quan trọng cái máy á. Thế còn cái áo thì đẹp thì mình cũng phải đồng ý thôi, nó đẹp thì cũng phải đẹp, cũng phải nên, đẹp mới được. Anh em thấy mấy cái này thì bảy màu đó, tô bắt ống nè. Quan trọng là những con ốc mà bảy ốc lóc máy á, nó bảy màu nha. Ốc bô nữa. Nó còn bảy màu, anh em nhìn liếc trong mình thấy không đó. Có bô mà nó còn bảy màu thì anh em biết là nó ít có xài ha. Máy cũng nhìn thấy nó tối rồi nè, anh em nhìn kỹ cũng sẽ thấy nó có bảy màu, còn ốc của máy còn bây giờ nè, nó có ốc của máy nó bảy màu chưa nghe. Cái này thì động cơ Kawasaki nha, 63cc nè ha. Động cơ mình nói lại, cái động cơ này là Kawasaki nha,
anh em nhìn thấy thay nhìn cho nó kỹ á, mình cũng nghe theo cái cọng dây này nè, chạy xuống dưới nè, nhìn dưới đó, dưới cái lóc máy này nè, mấy cọng dây này cũng nó còn không có tháo ra ha. Anh em nhìn dưới này nè, nhìn theo cọng dây đó, nhìn em dỡ nó dỡ nè, coi đó đó, dưới này cọng dây điện chỗ đó ha. Đó, anh em thấy cái lắc của Kawasaki không ha, nó em vô băng nó đóng trong đó đó ha, ngoài ra nó còn đóng đây nữa ha. Mà anh em muốn đây, anh em có ốc giúp từ 7 màu hết ha, cái này cây này còn mới lắm. Thôi bây giờ mình coi cái này, coi cái máy cái đi, anh chọn cái máy, anh em muốn coi bắt hình da băng nữa, nó không có đóng ngoài cho anh em thấy đâu, tại vì máy hệ nó không cần thiết là phải đóng cho mình nữa, đóng trong cái này, dỡ cái nắp này ra, nó đóng trong lốc ha, trong này da băng nó đóng nổi luôn á. Có nhiều anh em thì hơi ngại thấy kiếm hoài không thấy da băng ở đâu, nhưng mà thực sự ra cái này nó không cần thiết là nó đóng ở trong cái chụp vịt này nha, dỡ cái chụp vịt ra, tháo bốn ốc này ra, kéo dễ dàng thôi, nó không có bị hết á. Mở nhìn vô trong ha, rồi nhìn thấy mắt hình da băng rồi đàng hoàng đúng. Hoặc là dưới cái tấm lắc của Kawasaki dưới này nè, mình nãy mình mới lật lên chân cũng có cây này thì nó 63cc nha anh em. Cánh thì cánh nhựa, tay thì tay sắt đó, nó họ lợi thế hơn mấy cây kia là cái chỗ này nè. Để anh em thấy mấy ống này 7 màu còn ha, cái tay sắt này có ngại lỡ, có ngã đổ ngã này kia nó không có gãy ha nè, mà nó có cong thì mình sửa lại được. Còn nhựa thì nó cái ưu nhược điểm của cái nhựa thì nó nhẹ hơn chút, nhưng mà lại lỡ đổ ngã thì nó lại gãy đó, thôi cái này. Nhưng mà cánh nhựa thì nó là ưu tiên cho nó nhẹ, gió nó mượt hơn, mà nó tốc độ nó cao thì nó lên chạy rất là ít có bị hen rỉ, phân đồ vô nó ít có mục ha, nó bền hơn ha. Cho nên là cây này nó ưu điểm đó. Đó, cây này nó vừa cái này khắc phục được cái nhược điểm là hay nhảy đỡ luôn, nhưng mà nó có hơi xét nha anh em. Mà cái nào cũng phải xài ẩu thì không kỹ thì nó cũng cây nào cũng xét hơn. Bây giờ nếu bây giờ nó đây có hơi xét này mà về anh em kỹ thì nó có 10 năm sau nó cũng như gì vậy. Nó vậy đó. Còn nếu mà không thì để năm sau nó cũng xét hơn. Rồi cái này thì niệm nữa ha, mút rồi thì còn ghim hết nha anh em. Cái này theo máy hết à, nó ghim theo máy hết à, nó dày mà nó anh em nó còn nguyên cái bản ha, cái miệng giải này tốt á, cái này niệm cũng ghim nó nè anh em. 7 màu hết á, ốc bắt là 7 màu hết, chưa có một con ốc này, toàn bộ ốc nóc hết nha anh em. Đó. Cái cây này nó có nhiều cái lợi thế đó. Thằng nó về rồi nó làm, thằng Isaki này nó mua cái động cơ về rồi nó làm cái ốc giúp, rồi nó làm miệng nóc đó nè. À, cái quan trọng cái này nữa nè anh em. Mình nói khi nói ra thì phải nói cho hết ha. Anh em coi cái là mình làm cái dạng này nè anh em. Cái máng thì mình ở dưới thì mình làm lớn rồi, không á. Còn cái lên nè anh em nhìn. Đó. Anh em thấy không? Rồi, anh em để mình nghiêng xuống đây ha. Để nó sáng đóng anh em. Nó lớn anh em thấy không? Có nghĩa là cái bàn tay mình đút xuống nó lọt luôn á. Nè anh em thấy không, nó lọt nguyên cả bàn tay xuống luôn. Thì anh em nghĩ đi, lúa đừng nào mà nó không xuống không anh em. Mình làm cái này mình làm lại rồi nha, mình cố gắng giữ lại mấy cái này nhựa, mấy cái này ghim hết nha. Còn mình làm cái van thôi, cái miếng le bật lên một chút này, mình cố gắng giữ hết rồi, giữ ghim hết rồi, nguyên bản hết á. Chứ như cái trục này bằng inox nữa mình cũng vẫn giữ nguyên hết cho anh em ha. Cho nên nó ít có hư đó, sau này ít có hư đó anh em, cả hai cả đời. Cho nên mình tập trung vô mình làm cái này thì anh em thấy biết rồi. Anh em nếu mà nhìn thì anh em biết. Thôi không làm mất thời gian anh em nữa ha. Anh em nhìn sơ bộ cái nữa lại đi ha. Cái này thì đẹp. Bao nhiêu phần trăm rồi thì mình nó 90% rồi. Nhưng mà anh em nó ra giá lại giùm mình ha. Khi là bạn mua bán nó nói chỗ có cánh chút xíu, nhưng thực sự anh em thấy ha. Cái vỏ thùng mà cái cốp này nè. Này những cái này nè. Những cái này nè, nó còn giữ lại được bên Nhật mà nó nằm ở ngoài bãi mà giữ lại được với cái thùng mà còn bóng thấy hình như vậy, anh em biết là cái độ mới của nó cao ha. Ốc 7 màu nó còn riêng hết á, nó riêng từ con ốc nha. Cho nên là cây này thì theo mình thì như vậy, anh em đánh giá lại giúp mình, rồi mình không có làm phiền anh em nhiều nữa ha, mất thời gian của anh em á. Thì thôi, chúc anh em lần nữa đi có một kỳ lễ bên gia đình người thân vui vẻ nha, hạnh phúc nữa. Rồi, vui vẻ nha. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở video sau nha. Rồi, bye bye.